Đây chúng tôi test thử máy băm cỏ này, băm chuối cho trâu bò, băm cỏ voi cho trâu bò, dê, gà hoặc là cho cá. Đây máy băm cỏ này. Cắm vào đây. Đây cây chuối. Ấy chặt nó đi. Nói lấy cỏ voi đi, lấy cỏ voi chỉ. Cỏ voi lúc này ở đâu? Đây, máy băm cỏ chạy ở động cơ điện. Từ được máy băm cỏ cho cá. Các cái mỏ liếc ra xong. Không di chuyển được. Cá này bác để ra ngoài ao cá để được bơ cá đun cho nó bay ra luôn. Cái này đưa ra ngoài bơ cá là tháo bung này ra luôn này, là nó phóng ra đằng trước luôn. Cái này rất hợp lý. Gặp sớm thì cái duyên nó chỉ bây giờ mới đến. Gặp sớm thì có muộn đâu. Không muộn. Nó nhiều quá. Không bao giờ là muộn cả. Nhiều rồi. Đấy kiểu nếu mà chị có máy thái mịn thì hôm nào lên là cái khung nữa. Về băm như này trộn cho nó ăn cho nó đều. Này, dao của nó.